Ngắn hơi té rồi. Rớt xuống đấy đó. Quá nhiều cá. Đây đặc luôn cô chú anh chị. À, cá nó nhiều. Hồ này phải bắt hơn một tháng mới hết được cô chú ấy. Chào mọi người các đây. À, xin chào mọi người nhé. Đây là live stream này. Đây là cô gái dễ thương này. Đấy. Rất là hôm nay rất là nhiều cá. Đây cũng đua nhau để đi chụp hình để live stream luôn này. Mua gì đến chỗ kia? Đến chỗ kia hả? Xin chào. Gửi đây cho mọi người trên toàn thế giới biết. Ai có muốn mua cá thì đến tại đan viện Châu Sơn Đơn Dương. À, vụ cá đợt này có thể kéo dài trong một tháng. Mua về có thể ăn hoặc là nuôi tại các hồ để mà cho người khác câu. Rất nhiều khách đến mua cá. À, ở quầy rồi có chứ. Đang chúng tụng 5, chúng 6 vô để mà xem cá và mua cá. Cứ mua không đưa lên trên này rồi lấy này. Cứ đưa lên trên thì đây có các xe mua về để cho các ao nhỏ họ thả để cho dân đi câu cá. À, dùng cái máy tời tời lên chiếc khiêng rất vất vả.
Rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ, đăng ký kênh để chia sẻ cho nhiều người được biết. Xin chân thành cảm ơn. Này, hồ rất là rộng. Tiếp tục tôi lại quay ba chú ngỗng. Ba chú ngỗng này rất là dễ thương. Chú ngỗng này dễ thương lắm. Hồi xưa tôi nuôi 5 con, bây giờ chỉ còn có 3 con thôi.